Anh ơi, anh ơi, nghe thầu đã, em nói để cho nó nằm ở đó nó ngủ đi mà. Chị chào Kiều Con nha, chào Thảo Nguyễn nha, chào Tô Hiếu luôn nha. Mấy bạn nào mà hồi trưa chưa có đủ đơn đó, thì hôm nay mấy bạn, bây giờ mấy bạn cố gắng đủ đơn nha. Chào anh Thu nha, em chào chị Thảo Phạm nha. Của chị Thảo Phạm em lấy đầm ren không à, còn mấy cái kia em bỏ ra rồi. Hôm nay chị like cái kiện 25k nha, hôm nay chị like kiện đồ 25k nha. Chia sẻ like giúp mình mấy bạn ơi. Sao mấy bạn hồi trưa mình thấy mấy bạn chia sẻ nhiều quá mà mấy bạn không ai chụp gửi inbox cho mình hết trơn hả? Nè, mình chốt mình thấy là cái đầm ren á, là Ngân Nam một đầm ren nè, Ngọc Hiền Lê Thị một đầm ren nè, chỉ có hai đầm ren cho hai bạn chia sẻ nhiều thôi. Với lại Thảo Nhóc Cu Te là được quà tặng là cây kẻ mài hoặc là mascara nè. Đó, mà xong có bạn nào chia sẻ chụp gửi inbox giúp mình cái mấy bạn ơi, để được quà tặng nha. 55k. Mấy bạn ơi, chia sẻ giúp mình ha. Thứ nhất là mình chia sẻ thì mình sẽ được mua đồ với giá là 25k nha ha. Còn bạn nào mà chia sẻ nhiều thì sẽ được quà tặng đó nha. Sau khi mà mình xem thì mình thấy là Thôn Nguyễn ơi, bạn có chia sẻ like hồi trưa không? Nếu bạn chia sẻ like, bạn chụp inbox, bạn gửi qua cho mình đi nha. Chuẩn bị quà nhiều cho các bạn lắm luôn mà sao mấy bạn không ai gửi inbox cho mình hết. Có chia sẻ mà không gửi gì hết thì không biết nha. Có chia sẻ mà không gửi gì hết, gửi cho mình đi, mình mới có quà cho mấy bạn nha. Mấy bạn chia sẻ like giúp mình ha. Chia sẻ like thì mới được mua với giá 25k nha, còn không chia sẻ like là giá 35k nha. Sĩ thì inbox cho mình nha, sĩ thì inbox giúp mình nha. Mình cho mấy bạn 3 phút đầu tiên để chia sẻ, chụp lại màn hình rồi gửi inbox cho mình ha. Bất kể các bạn có mua đồ của mình hay không, nhưng khi các bạn nhận được cái quà tặng từ cái việc chia sẻ nè, vì chơi mini game nè, là mình đều phát cho các bạn nha, mình đều gửi cho các bạn hết đó. Như bạn Trân Trân vừa rồi bạn ấy trúng thì mình cũng, bạn ấy không có mua đồ thì mình vẫn ship cho bạn ấy thôi nha. Bạn nào chia sẻ thì chụp lại cái màn hình gửi inbox cho mình nha, chụp lại cái màn hình gửi inbox cho mình nha. Thôn Nguyễn, hồi trưa bạn có mấy bạn nghe kỹ giúp mình ha. Mình đang nói cái quà tặng của cái việc chia sẻ livestream nha mấy bạn ơi, mình đang nói quà tặng của mấy bạn chia sẻ like nha. Đó, mấy bạn nào mà chia sẻ like của mình hồi trưa đó, là mình thấy nè, đó đầm ren là của Ngân Nam với lại Ngọc Hiền Lê Thị, là mình dự trù cho các bạn 3 cái đầm ren, mà chỉ có 2 bạn là mình thấy là chia sẻ mà chụp gọi inbox gửi cho mình thôi ha. Không biết chụp màn hình. Bạn ơi, không biết chụp màn hình mình cũng thua luôn, chứ mình cũng không biết làm sao luôn nữa. Đó, còn cây mascara là chia sẻ 10 nhóm, là mình thấy có Thảo Nhóc Cu Te thôi, còn ngoài ra là mình có sót ai không. Nếu mà sót thì các bạn inbox cho mình bù cho các bạn nha. Nha, mấy bạn inbox cho mình sẽ bù cho các bạn nha. Chẳng hạn như mình chỉ thấy là có bạn đó vậy thôi. Đó, hiện tại là mình thấy các bạn chia sẻ là gửi inbox cho mình được mấy người rồi đó. Đó, mấy bạn chia sẻ từ 20 nhóm trở lên thì sẽ có quà tặng theo 20 nhóm ha. Còn mấy bạn chia sẻ từ 10 nhóm trở lên thì sẽ có quà tặng theo 10 nhóm ha. Mấy bạn cứ chia sẻ đi, mặc dù mấy bạn không có mua hàng của mình thì mình vẫn ship cái phần quà tặng đó cho các bạn nha. Điện thoại em không chụp được. Ủa, cái điện thoại thường chỉ nhớ chụp được màn hình mà ta, hay tại em không chụp được. Đó, thường chỉ nhớ là điện thoại là có chụp lại màn hình được mà, là Android là sẽ chụp được mà. Hay là em không biết chụp ta, chị cũng không biết nữa. Rồi, Quỳnh Yên chỉ thấy rồi nè. Nói chung là các bạn gửi cho mình là các bạn gửi cho mình là mình sẽ mấy bạn chia sẻ nha, đồ 25k hôm nay rất là đẹp nha. Bạn nào không chia sẻ là mình
mình không có quà mà không có giảm giá luôn nha, không có giá 25k nha, bạn nào không chia sẻ là không có giá 25k nha. 50 người trở lên thì mình bắt đầu mình sẽ lấy đồ cho các bạn nha. 50 người thì 50 người trở lên thì mình sẽ chưa chia sẻ thật lòng em là sao vậy anh Hải Yến ơi, chưa chia sẻ thật lòng em là sao hết hả bạn Hải Yến ơi, ý bạn là sao hả Hải Yến ơi. Đó thì mình chỉ thấy là mấy bạn chia sẻ đó, Thùy Dương, mấy bạn chia sẻ like giúp mình ha ha. Ngoài ra thì các bạn tương tác nha, mấy bạn tương tác giúp mình ha. Mấy bạn có thể là thả một cái like hoặc một cái tim ha, hoặc hoặc là chấm chấm ở dưới cái livestream của mình để cho comment của các bạn không có bị ẩn ha. Điện thoại em Samsung, em chụp không được hả? Cái điện thoại Samsung chụp được mà, chị nhớ Samsung chụp cái nút nguồn với lại cái nút ở giữa đó, em nhấn hai cái nút liên tục là mình chụp được mà. Chào Tiên Nguyễn nha, chào Quỳnh Yên nha, chào chị Ái Nhi nha. Chị Ái Nhi ơi, em thấy như trưa chị được một cái đồng á. Rồi rồi, 50 người hơn rồi, mình cho các bạn thêm 1 phút nữa để chia sẻ nha. Đó, các bạn nhớ tương tác với mình nha. Ok Quỳnh Yên nha, bạn nào chia sẻ thì chụp lại cái màn hình giúp mình nha. Dù các bạn có mua hàng hay không, mình vẫn ship cái phần quà mà các bạn may mắn nhận được trong cái livestream của mình ha. Có mua quà thì Trần Thuận thấy nha, có mua quà thì mình sẽ kèm theo cái quà, còn nếu mà không có thì mình chỉ gửi một cái phần quà tặng đó cho các bạn thôi ha. Rồi mình thấy Nguyễn Yến nha, Thanh Nga chị thấy nha. Điện thoại em sao trưa này có tặng không? Hải Yến ơi, là sao em, chị cũng không hiểu. Nói chung là em chụp em gửi cho chị mới biết được em chia sẻ bao nhiêu nhóm, chị mới tặng được chứ em. Chứ bây giờ Samsung Tab hả? Nếu mà xài Android thì chị nghĩ là cái nào nó cũng chụp màn hình được chứ ta, đúng không mấy bạn? Nếu mà xài Android thì Trân Trân ơi. Rồi cảm ơn Trân Trân nha. Các bạn Trân Trân này là hình như chị cũng có gửi quà cho Trân Trân rồi đó. Đó, bạn Trân Trân là không có mua đồ của chị mà bạn ấy nhận được quà thì chị vẫn ship quà cho bạn Trân Trân nha. Rồi ok Thúy Hằng nha, cảm ơn Thúy Hằng nhiều nha. Đó, bạn Thúy Hằng chơi mini game trúng thưởng thì kèm theo đồ của bạn Thúy Hằng chị ship luôn nha. Đó, còn một số bạn không có chia sẻ thì thôi chị cũng không có ưu tiên luôn. Bởi vì thứ nhất các bạn chia sẻ là các bạn mua với cái giá rất là rẻ ha. Thứ hai nữa là mình chia sẻ để những cái người mà người ta cần mua hàng mua đúng giá ha. Để mà mặt hàng của mình mấy bạn mua ở ngoài có nhiều người cũng không biết được đâu mà nói. Em không biết cách chụp màn hình điện thoại xài điện thoại nào em ơi. Chụp màn hình thì mình hỏi hoặc mình lên Google mình vẫn biết là cách chụp màn hình như thế nào vậy em ơi. Lên Google sạch giúp chị nha. Em lên Google em sạch giúp chị nha. Lên Google sạch giúp chị nha. Đó. Trời ơi, áo thun bao la luôn. Hôm nay áo thun nè, trong váy nè, rồi đầm nè, rất là nhiều luôn nha. Các bạn chia sẻ giúp mình nha, chia sẻ giúp mình để có quà tặng nha. Quà chuẩn bị cho các bạn nhiều ớn luôn mà các bạn không ai chia sẻ cho mình hết, chắc chê quà mình hay sao á. Chê thiệt hay sao á nha. Nguyễn Yến, ok Nguyễn Yến nha, chia sẻ giúp chị nha, chia sẻ vô nhóm giúp chị nha. Chia sẻ vô nhóm giúp chị nha. Văn Lộc Hà, ăn Tết xong thấy chị đẹp. Từ hôm Tết tới giờ em biết chị ốm bao nhiêu ký không mà thấy chị đẹp. Chị ốm nhiều lắm á, con bệnh rồi buôn bán này kia, ăn uống không được luôn. Thủy Tiên ơi, mình thấy bạn nha. Thủy Tiên ơi, hôm nay mình đang like mấy cái đồ mà bạn muốn mua này nha, cho nên bạn cố gắng bạn chốt nha. Chia sẻ quá trời mà không biết chụp. em chị nghĩ là em nên chụp lại, em lên Google em hỏi hoặc là hỏi những cái người gần mình đó Kim Khoa, chứ không biết chụp đôi lúc nó cũng là một cái thiệt thòi của mình đó em. Mình phải chụp lại cái màn hình để khi cần mình chụp lại liền, tại vì công nghệ thông tin mà. Nhấn cùng lúc phím giữa và nút nhỏ bên hông. Đó, bạn Dung Nguyễn hay Nguyễn Dung gì đó, bạn ấy chỉ đó. Bạn ấy chỉ mấy bạn chụp cái màn hình đó. Nè, ví dụ như là chị cái iPhone của chị ha thì sẽ nhấn cái nút nguồn với lại cái nút giữa nè. Đó, cái nút nguồn ở giữa đó, cái nút nguồn ở mấy bên hông với lại cái phím ở giữa, phím home ở giữa là nhấn cùng một lúc là chụp lại được cái màn hình ha. Đó, Thúy Hằng. Hèn gì thấy chị đẹp mà hồng hào hơn, trời ơi.
có nhiều khi cũng xanh lè luôn á em, chứ hồng hào gì. Cái buổi tối chị tắm rửa không á, thoải mái, con cái nó ngủ rồi thì nhìn thấy vậy thôi, chứ thực sự là ban ngày nhìn chị thấy ớn ăn luôn, nhìn xanh lè xanh lét luôn á. Đóng hàng mà chị bưu điện vô nhìn thấy chị còn hết hồn luôn á, đợi bạn qua nay luôn. Rồi mấy bạn chia sẻ đi, mình lên đồ nha. 25k hôm nay đồ rất là đẹp luôn mấy bạn, đồ rất là đẹp luôn, thật sự rất là đẹp luôn. Anh ơi. Rồi mình lên đồ cho mấy bạn xem nha. Cảm ơn Vân Lộc Hà nha, mấy nay không có ở không, hỏi về em không biết em có ổn không. Chị ở Tiền Giang nha, chị ở Tiền Giang nha em ơi. Phạm Đặng Chiêu An. Đặng Chiêu An. Chiêu An ơi, chuyến này cố gắng mạnh 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 giữ lên nha, chứ đừng có than trách nữa nha, đừng than trách nữa ha. Vô trong mình đi con, mình đi vô đi. Rồi nha, mình chơi cái mini game đầu tiên nha. Đây các bạn, mình chơi cái mini game đầu tiên để làm cái gì? Để tương tác với các bạn ha, để mình tương tác với nhau, để mình không bị ẩn comment ha. Mai Mai ơi, ship tỉnh đó là phí bên mua điện tính nha em, chứ chị không có tính nha. Đó, chị ở Tiền Giang nha, chị ở Tiền Giang nha. Rồi rồi, trước khi mà khởi động thì mình chơi cái mini game cái nha. Chơi cái mini game nha. Để chị xem cái quà tặng. Quà tặng của mini game. Quà tặng của mini game là cái gì đây nha. Chơi cái mini game nha mấy bạn. Ha. Chơi mini game này hơi khó nha, để kiếm quà. Rồi mấy bạn tương tác với mình để chơi mini game nha. Chơi mini game để không có bị ẩn comment nha. Chơi mini game để không có bị ẩn comment nha. Rồi các bạn chia sẻ like. Chia sẻ like giúp mình đi ha. Chia sẻ like nha. Chơi mini game để không ẩn comment nha các bạn ơi. Chơi mini game nha. Bây giờ mình cái mini game của mình. Rồi ốc không có luôn. Ốc không có luôn nha. Mình chơi cái mini game nha. Rồi Như Thủy ơi thấy nha. Đây mini game của chị là một cái chân váy nha. Một cái chân váy cỡ 55 kg đổ xuống vừa nè. Đó, mini game của chị là một cái chân váy nha. Một cái chân váy nha. Linh Linda Tiền Giang là chị ở cái hướng mà đi xuống chợ gạo á em, ngay cổng chào á. Ngay cổng chào mà đi xuống chợ gạo á nha, ngay khúc lộ xoài, lộ vàm của Tân Mỹ Chánh á. Đó, chấm chấm thì chị chơi mini game nha. Chị chơi mini game nè, mini game này hơi khó nha. Mini game này hơi khó nha. Đó. Đó, quà tặng là một cái chân váy nè, rất là đẹp luôn, chân váy rất là đẹp luôn, 1m6 mà 55 kg là vừa luôn nha, rất là đẹp nha, chân váy nè các bạn, chân váy rất là đẹp nha. Chị chơi mini game nha, các bạn ơi, mạng có bị sao không? Mạng có bình thường không? Mạnh không? Chuẩn bị chiến được chưa? Rồi, ok Ngọc Ngọc nha, chị chơi cái mini game khởi động cái nha, chất ren rất là đẹp luôn nha. Đó, bây giờ cái mini game này nó hơi khó nha. Mini game này hơi khó nha. Đó, chia sẻ like giúp chị nha. Chia sẻ like giúp chị để chị tặng cái chân váy nha. Nha. Một cái chân váy nha. Rồi chưa? Rồi chưa? 81 người xem rồi. 81 người xem rồi, để ghi tặng vô đây để không lại nhầm nữa nha. Ghi chữ tặng vô đây nha. Rồi các bạn chuẩn bị nha, để xem cái like đầu tiên ai may mắn ha. Ai may mắn nha. Ai may mắn chị tặng nha. Đó, ai may mắn chị tặng nha, 90 người xem rồi. Ai may mắn chị tặng nha. Đó, mấy bạn chia sẻ like đi, lên tới 100 người chị sẽ đọc cái mã số cho mấy bạn nha. Đó, mấy bạn chia sẻ like giúp chị sẽ tặng cái phần quà là một cái chân váy nha. Đó, một cái chân váy nha. Đó, cái game này nó hơi khó nha, chân váy đẹp nên thành ra là game hơi khó nha, nha các bạn ơi. Rồi nha, tương tác với nhau xong rồi ha, chị thấy nha, nấm lùng nè, Dương Nguyễn, Trân Trân, Bùi Hoài Thương nha. Hoài Thương hình như hồi trưa em được cái ren, cái đầm ren thì phải đó. Đó, nha.
Bạn nào mà comment đúng năm sinh của chị sẽ tặng cái váy này cho bạn đó nha. Nha, hàng 9X nha. Bạn nào comment đúng năm sinh của chị sẽ tặng cái chân váy này cho bạn đó. 9X nha. Đó, chân váy tặng đầu tiên Khởi Động Mini Game nè. Chia sẻ like giúp chị rồi comment đúng cái năm sinh của chị nha. Nha, chị nói cho mấy bạn biết là thuộc hàng 9X nha. An An Từ. An An Từ ơi, chị chúc mừng An An Từ nha. An An Từ, đúng rồi, chị sinh năm 1991, không biết bạn có bị gì không. An An Từ ơi, chúc mừng em nha, chúc mừng An An Từ nha. Chị chúc mừng An An Từ nha. Chị sinh năm 1991, chúc mừng An An Từ nha. Chúc mừng An An Từ nha. Cái này của An An Từ nha mấy bạn ơi, An An Từ nha. An An Từ nha. An An Từ ơi, chị sẽ ship cái phần quà tặng này kèm theo cái hàng của em luôn ha. 91 nha. Để chị xem mấy bạn đón chị già hơn hay là trẻ hơn cái tuổi ha. Rồi chị chốt cái phần quà đó cho An An Từ nha. 91 nha, 91 nha mấy bạn ơi. Rồi đồng giá 25k nha. 25k nha. 25k nha. Em nhỏ như em 16 tuổi. Rồi mọi người ơi, mình lên mẫu nha. Rồi chị có một cái chân váy màu hồng ha, với cái chân váy hồi nãy chị còn một cái nữa nha. Bạn nào mua thì comment mã giúp chị nha. Đây, cái này là chân váy hồng nha. Đó, còn cái mẫu này là chân váy xám nha. Đó, không chia sẻ giá 35k nha bạn ơi. Đây, chân váy hồng nha. Đó, còn cái mẫu này là chân váy xám, comment mã giúp chị nha. Chân váy hồng, chân váy xám nha. Chân váy này cỡ 55kg, 53kg trở xuống là vừa nha. Chân váy hồng, chân váy xám nha. Đó, mấy bạn comment giúp mình nha. 25k luôn nha, chân váy rất là đẹp luôn. Dạ Ngọc Cô Trần ơi, em thấy chị nha. Em thấy chị nha. Xuyến Huỳnh, Xuyến Huỳnh ơi, chị không có giữ đơn của bạn nào hết nha. Rồi Nguyễn Hằng, chân váy hồng nha. Nguyễn Hằng, chân váy hồng nha. Mấy bạn mua hàng của mình nhớ inbox cho mình nha. Bạn nào inbox rồi thì thôi ha. Còn một cái chân váy xám nha. Còn một cái chân váy xám nha. Chân váy xám, bạn nào mua chân váy xám không ạ? Comment mở chân váy xám nha. Chị hết chân váy luôn rồi đó, chỉ có hai cái chân váy này nữa thôi là hết rồi nha. Chân váy xám nha, mình còn một cái chân váy xám thôi nha. Comment mở chân váy xám giúp mình nha. Chân váy xám nha. Chân váy xám giúp chị nha, còn một cái chân váy xám thôi nha. Đồng giá 25k nha. Cho em coi lại cái chân váy, còn một cái chân váy xám thôi. Comment mở chân váy xám nha. Đây, comment mở chân váy xám nha. Đó, chân váy xám giúp chị nha. Đó, Hoa Dại ơi, mình thấy bạn nha. Hoa Dại ơi, Hoa Dại ơi, thấy bạn nha. Hoa Dại ơi, rồi comment mở chân váy xám giúp chị nha. Chân váy xám nha. Đó, chân váy xám giúp chị nha. Bạn nào mà mua hàng của mình á thì có inbox số điện thoại nha các bạn ơi, để mình check inbox nó lẹ ha. Nhắn tin số điện thoại nha, để mình xem cái inbox nó lẹ nha. Chứ còn mà trên live thì nó mình chụp màn hình không có kịp ha. Hồi nó hết pin luôn. Chị ở Tiền Giang em ơi. Đây một cái zoom rất là đẹp luôn. Zoom này cỡ 50kg đổ xuống vừa nè. Đó, zoom này cỡ 50kg đổ xuống vừa nha. Comment mã zoom giúp mình nha. 50kg đổ xuống vừa nha. Comment cái mã zoom giúp mình nha. Đó, rất là đẹp luôn. Mã zoom nha. Đó, mã zoom giúp mình nha. Mấy bạn có thấy rõ không ạ?
comment cái mã dung giúp mình nha. Đó rất là đẹp luôn, cỡ 50kg đổ xuống vừa nha. Comment mã dung nha, dung rất là hiếm nha, cho nên các bạn nhanh tay nha. Rồi luôn cu te nha, chị chốt cho luôn cu te nha. Đâu vậy? Luôn cu te nha. Chị chốt cho luôn cu te một dung nha. Đây cái chân váy màu xám các bạn nào chốt không ạ? Chị còn có một cái chân váy nữa là hết rồi nha. Chân váy màu xám các bạn nào chốt không ạ? Chốt mã chân váy giúp chị nha, 55kg đổ xuống vừa nha. 55kg đổ xuống vừa nha. Con đi vô trong mùng ngủ cho mẹ đi. Một hồi mẹ giận lên là mẹ đánh á. Nhanh lên, mẹ bán lên trước nè. Nhanh cho mẹ đi. Đi vô trong là ngủ cho mẹ liền. Áo thun rất là nhiều luôn nha. Áo thun rất là nhiều luôn các bạn ơi. Chỉ đồng giá 25k thôi. Đây cái này là một cái đầm nha, trễ vai nha. Cái này cỡ 50kg đổ xuống vừa nè. Mẫu này cỡ 50kg đổ xuống vừa. Hình như là nó hơi xa, các bạn không thấy rõ mẫu. Đây cỡ 50kg đổ xuống vừa nha. Bạn nào mua thì comment mã đầm giúp mình nha, 50kg nha. Đó mã đầm nha, 50kg nha. Comment mã đầm nha, mã đầm nha. Đó cảm ơn Thanh Thanh Thủy nha. Mã đầm nha, comment cái mã đầm giúp chị nha. 50kg trở xuống vừa nha, comment cái mã đầm nha. Đồng giá 25k cho bạn nào chia sẻ like nha. Các bạn ơi mạng có bị cái gì không mà mình không có thấy comment luôn nha các bạn ơi. Sao mình không có thấy comment của các bạn nha. Rồi Phạm Thúy nha, chị chốt mã đầm cho Phạm Thúy nha. Phạm Thúy nha, các bạn ơi mua hàng á nhớ inbox số điện thoại cho mình nha các bạn ơi. Inbox nha các bạn ơi, Phạm Thúy một đầm nha. Phạm Thúy một đầm nha. Đồ bộ 52kg mình có, còn lớn hơn 52kg là không có nha bạn ơi. Đồ bộ 52kg thì mình có nha. Nha, đồ bộ 52kg thì mình có nha. Đây, một cái này nữa nha, mà cái màu nó khác nha mấy bạn. Đó, rất là đẹp luôn, comment mã tím giúp mình nha. Comment mã tím nha. Đó, comment cái mã tím giúp mình nha, cỡ 50kg vừa nha, comment mã tím nha. Mấy bạn nhanh tay chốt cho đủ đơn, ngày mai mình chốt cho các bạn luôn ha. Comment cái mã tím nha, cỡ 50kg, giải von rất là đẹp nha. Comment mã tím giúp mình ha. Mã tím nha, mình chốt cho máy chủ nha. Bạn nào nhắn, bạn nào mà in comment trước thì mình chốt cho bạn đó nha. Mã tím nha. Đó, luôn cu te nha, chị chốt cho luôn cu te nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn mua hàng nhớ chia sẻ giúp mình nha. Chia sẻ mới được giá 25k nha. Gia Hân, đó, đồ bộ quần dài đó, có em đồ bộ quần dài giá 55k chứ không có nằm trong kiện 25k nha. Đây các bạn comment cái mã 1 giúp chị nha. Đó cái này nó rất là nhiều màu luôn. Mã 1 giúp chị nha. Rất là đẹp luôn, cũng dưới 50kg luôn nha. Đó comment cái mã 1 nha. Cái nào 60kg thì em sẽ nói 60kg nha. Mấy chị ơi đừng có đừng. Đó comment mã 1 nha. Comment cái mã số 1 giúp em nha. Cái này là comment mã 1 nha. Dưới 50kg rất là đẹp nha. Dưới 50kg rất là đẹp nha. Mã số 1 nha, chị ở Tiền Giang nha. Chị ở Tiền Giang nha em ơi, chị ở Tiền Giang nha sĩ. Rồi chị chốt cho Huỳnh Yên nha. Huỳnh Yên mã 1 nha. Huỳnh Yên nha. Sĩ các bạn có thể sự lựa trên like này ha. 55kg thì em phải cao 1m62-63 đổ lên nha. Rồi ok, Mai Hồng Tươi chụp inbox, chụp gửi inbox cho mình để mình chốt nha. Chụp gửi inbox để mình chốt nha. Bạn chụp cái màn hình đã chia sẻ để gửi cho mình để mình chốt nha. Đây các bạn comment mã số 3 giúp mình nha. 50kg đổ xuống rất là đẹp luôn. 52-53kg thì phải cao 1m62 đổ lên nha. Đó mã số 3 giúp mình nha. Rất là đẹp luôn, giải von rất là đẹp luôn nha. Mã số 3 nha. Mã số 3 nha. Đầm 58kg hả? Đầm 58kg mình nghĩ là có, nhưng mà nó nằm ở trong cái kiện lộn xộn này nè. Cái nào 58kg, 60kg thì mình sẽ nói nha bạn ơi. Mình cầm lên mình đều nói là cái số ký hết ha. Mã số 3 của luôn cu te nha. Luôn cu te nha. Mã số 3 của luôn cu te nha. Đó mã số 3. Em ơi sĩ có thể inbox nước cho chị nha em ơi. Sĩ lựa trên like nó khác, còn sĩ kiện chị giao nó khác nha. Nha có thể inbox cho chị gửi qua cho em nha. Sĩ lựa trên like thì là 24k, từ 50 sản phẩm trở lên là chị em lựa được 50k trên like của chị vậy nè. Đó em lựa 50 cái trên cái like của chị là giá 24k, là em muốn lựa thoải mái tùy theo mẫu nào em thích nha.
Đây mấy bạn ơi, mã số 5 giúp mình nha. Cái mã số 5 nha, cũng cỡ 50kg đổ xuống vừa nha. Mã số 5 nha, 50-53kg cũng được nè. 53kg thì phải 1,6 trở lên nha. Đó, mã số 5 nha, cái đầm này rất là đẹp luôn nè. Chỉ có 25k thôi. Đó, mã số 5 giúp mình nha, chia sẻ like nha. Không chia sẻ like là 35k nha. Còn chia sẻ like thì đồng giá là 25 nha. Đó, chia sẻ like đồng giá là 25 nha. Mã số 5 mình chốt cho Chi Nguyễn nha. Chi Nguyễn nha. Chi Nguyễn lên bóc cái điện thoại cho mình nha. Sĩ kiện tùy theo anh em, sĩ kiện 50 thì là 23, 100 thì là 22 nha. Sĩ kiện thì tùy nha. Số lượng càng nhiều thì nó càng rẻ nha, càng nhiều mẫu thôi nha. Giá chỉ có ghim rồi em ơi, 25k cho chia sẻ like nha. 25k cho chia sẻ livestream nha. Đây, các bạn comment mã số 9 giúp mình ha. Đó, rất là đẹp luôn nè, mã số 9 luôn nha. Đó, mã số 9 nha. Bạn Mai Hồng Tươi ơi, bạn cứ inbox cho mình đi, mình vô cái tin nhắn chờ là mình thấy nha. Bạn cứ inbox cho mình là mình sẽ biết bạn thôi nha. Đó, mã số 9 giúp mình nha, cỡ 50-53kg đổ xuống rất là đẹp luôn nè. Mã số 9 của Kim Tho Lê nha. Mã số 9 của Kim Tho Lê nha. Mình chốt lên máy chủ của mình nha mấy bạn ơi. Kim Tho Lê nha. Mấy bạn nhớ mua hàng inbox số điện thoại cho mình nha, không inbox là mình xả hàng nha. Kim Tho Lê nha. Quấy đằng sau chị là... Em ơi, chị đang like cái kiện 25k, tí xíu chị like cho hết cái cục này đi rồi chị lấy cho em coi nha em ơi. Ship bên mua điện tính nha, ship bên mua điện tính nha bạn ơi, phí ship bên mua điện tính nha. Hoa dại mình thấy nha hoa dại ơi, thấy nha hoa dại ơi. Đây mã số 15 giúp mình luôn nha, rất là đẹp luôn mã số 15 nha. Đó, chốt nè, mình để gần cho các bạn xem. Đó, mã số 15 nha, cỡ 50-53kg vừa nha, mã số 15 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Không mua thì hối hận luôn nha. Chia sẻ một cái thôi được 25k, 5 bộ có bao nhiêu đâu, bận một tuần không đụng hàng luôn. Mã số 15 chốt đi các bạn ơi. Mã số 15 nha. Rồi hoa dại nha, hoa dại nha. Hoa dại 15 nha. Đó, mình thấy hoa dại trước thì mình 15 nha, mã 15 của hoa dại nha. Bạn ơi, đầm mình bán có những cái form rộng bầu cũng có thể bận được nha. Nhưng mà mình không biết bầu bạn là có to dữ hay không nha. Tầm cỡ 50kg, 55kg đổ xuống nha. Còn bầu mà to quá là không vừa nha. Đó, mấy bạn comment mã số 20 giúp mình nha. Mã số 20 nha, một cái đầm xanh rất là đẹp luôn. Cỡ 50-53kg vừa nè. Đó, mã số 20 nha. Mã số 20 nha. Mã số 20 giúp mình nha. Đó, cái mã số 20 nha. Mã số 20 nha, Kim Tho Lê ơi, em comment một lần thôi nha. Mã số 20 nha. Mã số 20 rất là đẹp luôn, mã số 20 nha. Mã số 20, mã số 20 của Nguyễn Hằng nha, mã số 20 chị chốt cho Nguyễn Hằng nha. Nguyễn Hằng có inbox số điện thoại cho chị chưa? Chưa thì inbox nha, không inbox là chị xả hàng nha. Nha. Mua hàng inbox số điện thoại giùm mình nha, mấy bạn cứ inbox đi. Chị ở Tiền Giang nha em ơi, chị ở Tiền Giang nha Nguyệt Hưng ơi. Mấy bạn cứ inbox đi, một lát xong rồi mình vô là mình thấy liền à. Không cần sợ là không kết bạn được đâu. Tại vì số lượng kết bạn của mình nó rất là nhiều, mình không thể nào mình chấp nhận hết được các bạn. Cho nên inbox một hồi mình vô tin nhắn chờ là mình thấy hết, không có sót bạn nào đâu ha. Đó, rất là đẹp luôn. Mấy bạn comment mã 30 giúp mình nha. Mã số 30 nè, đó 50-53kg nè. Đó, comment đúng mã để được đúng nha. Đó, comment đúng mã nha. Comment đúng mã để mình lấy đúng mẫu nha. Comment đúng mã để mình lấy đúng mẫu nha. Thị Diệu, cái đầm màu hồng. Rồi Lon Mít nha, chị chốt cho Lon Mít mã số 30 nha. Lon Mít inbox cho chị số điện thoại nha. Lon Mít nha, inbox cho chị số điện thoại nha. Không inbox là chị xả hàng nha. Chị không có tìm lại các bạn trên live đâu nha. Không inbox là chị xả hàng nha. Không inbox là chị xả hàng nha. Rồi bây giờ chị nói nè, những cái đầm ở phía sau lưng chị á, là từ 50kg đổ xuống thì vừa nha các bạn ơi nha. Cho nên là bạn nào mà 50kg đổ xuống là 45-50kg á, thì chị sẽ lấy cho xem. Còn trên 50kg là không vừa đâu nha các bạn ơi nha. Đầm đó là 35k nha. Đầm ren hồi trưa chị like còn mấy cái thôi đó nha. Nha các bạn nha, nghe cô chỉ giúp chị nha. Rồi để khỏi tranh giành nhau ha. Phương Phạm ơi, giá là 25k nha em ơi. Giá là 25k nha. Rồi em dưới đúng không? Em dưới cái màu hồng đó đúng không? Tại chị đang like cái kiện 25k mà cái đó ở trên là 35k. Bởi em kêu chị lấy nó sẽ bị lộn chọn các bạn đang mua đây nè. Đây cái mẫu đầm này mình có nhiều nè. Các bạn có thể comment mình chốt từ trên xuống dưới cho các bạn nha. Chốt cái mẫu đầm này từ trên xuống dưới nha. Cái mẫu đầm này là từ 50kg đổ xuống nha.
mình có nè khoảng 10 cái thì mình chốt cho 10 bạn đầu tiên nha. Đó, cho các bạn khỏi phải, các bạn nào mà chưa đủ đơn thì ráng cái đợt này các bạn chốt đi được đủ đơn luôn nha. Đó, sỉ thì có thể là nổ đơn ở đây để mình để luôn nha, 2 cái, 3 cái gì đó các bạn kèm cái số lượng ở phía sau mình để cho các bạn luôn nha. Đó, ví dụ như mà mấy bạn lấy 2 cái thì mấy bạn có thể comment cái mã ở phía sau là 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái chẳng hạn nha. Cái mẫu này mình có nhiều đây. Đây, mình chốt từ trên xuống nha, mình lấy cái mẫu thử cho các bạn xem nha. Mộc Lan ơi, ship tỉnh là rồi rồi chị, xong cái này Diệu ơi, xong cái này chị lấy cho em coi liền nha, xong cái này chị lấy cho em coi liền nha. Đó à, em ơi, ship tỉnh là phí bên bưu điện tính nha, tùy theo cái lượng tiền hay là cái số hàng nó có nặng hay không nha em ơi. Đây nè mấy bạn, cái phơm này là 50kg đổ xuống nha. Đó, cái phơm này là 50kg đổ xuống nha, chất thun co giãn nhẹ nha, rất là đẹp nha. Đó, phơm này là 50kg đổ xuống nè. Đó, mấy bạn thấy không, 50kg đổ xuống nha, rất là đẹp luôn nha. Đó, mình cho các bạn coi kỹ nè. Cái này là mình có nhiều cho nên các bạn sẽ chốt nha. Các bạn chốt cho mình cái mã số 1 cộng với cái số lượng mà các bạn muốn lấy ha. Cái mẫu này là mã số 1 nè. Ví dụ bạn nào muốn lấy 2 cái thì 1, 2 cái, 1, 3 cái, 1, 4 cái, 1, 5 cái giúp mình ha. Sỉ thì có thể nổ đơn trên này nha. Đó, sỉ nổ đơn trên này để lựa theo mà theo ý của các bạn nha. Đó, mã số 1 hồng anh giúp mình nha, mình chốt từ trên xuống nha. Mã số 1 nha. Mã số 1 nha, rồi các bạn comment đi các bạn ơi. Mã số 1 nha. Rồi các bạn comment cái mã số 1 giúp mình nha, đồng giá 25k cho chia sẻ like nha. Đồ bộ có nha em ơi, đồ bộ giá 55k ha. À, là bạn nào 52kg đổ xuống thì đúng rồi, 25k cho chia sẻ livestream nha, không chia sẻ livestream là 35k nha. Đồ bộ là 52kg đổ xuống giá 55k, chốc da cá rất là đẹp. Đó, nó không có nằm trong cái kiện này thành ra chị không có like nha. Hà Nguyễn, chị lấy cái màu xanh sau lưng, màu xanh là đầm ren giá 35k. À, đầm đó từ 50kg đổ xuống thì vừa nha. Đầm đó một lát chị sẽ qua một đợt nha. Bây giờ chị đang lên. Rồi, Ái Nhi Bùi Trần nha. Cái số 1 cho chị Ái Nhi nha. Ái Nhi Bùi Trần nha, 25k thôi. Ái Nhi Bùi Trần, một cái số 1 nè. Đó, số 1 còn của ai nữa mình chốt từ trên xuống cho các bạn thêm nha. Số 1 nha. Xíu Quỳnh ơi, em thoát ra, em vô cái trang cá nhân của chị á. Đó, em nhấn vô cái trang cá nhân của chị, em kéo xuống thấy chị đang like, em nhấn vô đó em sẽ chia sẻ được. Còn em vô trên cái tường Facebook của em để em coi cái livestream của chị làm không chia sẻ được nha. Em vô cái trang cá nhân của chị á. 55kg, không vừa nha em ơi, 55kg là không vừa. 55kg là chị có những cái đầm phơm chữ A xuông vậy nè, thì mặt mai là vừa nha. Còn những cái đầm này là chị có nói số ký hết nha. Mấy bạn ơi, mạng có bị sao hay không mà cái mẫu số 1 này mấy bạn nó muốn tiêu luôn rồi mấy bạn ơi. Cái mẫu số 1 giúp mình đi mấy bạn ơi. Đó, mẫu số 1 xỉ mấy bạn cứ lên đơn nha, mẫu số 1 rất là đẹp nha. Comment cái mã số 1 giúp chị nha. Mạng có bị cái gì không không biết nữa, không có thấy comment của các bạn luôn á. Không có thấy comment luôn nha. Đó, một hồi ẩn comment của các bạn nè, hồi ẩn comment luôn mà. Rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn. Bạn ơi, có sao mình không thấy gì hết. Không vô được. Nguyễn Hằng ơi, cái mẫu đó mình có màu mấy bạn ơi, mạng có bị sao không mấy bạn ơi, bị cái gì không biết luôn mấy bạn ơi. Bây giờ hiện tại là nó bị cái gì rồi mấy bạn ơi, trời ơi, đồ chị không giống chị không có nha. Đồ giống chị không có có, nhưng mà cái đồ bộ da cá thì chị có cỡ 52kg đổ lại nha. Đồ bộ da cá 52kg. Ủa sao không inbox được? Bạn inbox được mà, bạn nhắn vô bạn inbox cho mình được mà. Nhắn vô cái trang của mình đó, inbox cho mình đó. Là nhắn tin cho mình đó, để một hồi mình chích cho lẹ nha. Một hồi mình chích inbox cho lẹ đó. Áo phông rất là nhiều luôn. Hồng giống Nguyễn, cho em coi đi.
Mỹ Dung Ngô mạng yếu, mạng lắc rồi biết lắm mà mạng bị cái gì nè. Váy sau lưng 35k nha nghe em, chia sẻ like 35k, còn không chia sẻ like là 45k nha. Đó, váy sau lưng của chị là nó nằm cái kiện đồ 35k, bởi thành ra chị không có like chung với cái kiện 25k này nè. Rồi bây giờ mạng nó bị như vậy rồi sao giờ? Đồ trên 55kg không có nha em ơi, cũng có thể có nhưng mà nó rất là hiếm nha. Đâu mất rồi mấy bạn ơi, mạng có bị thì sao không các bạn ơi? Lắc quá luôn hay sao rồi? Mấy bạn nào mà còn coi livestream của mình nói cho mình biết mạng bị gì không các bạn ơi? Mạng có bị cái gì không các bạn ơi? Không mất tiêu luôn rồi. Rồi vậy chắc mạng bị cái gì rồi. Mấy bạn ơi xem cái gì đây mấy bạn ơi. Đây cái đầm này là cái đầm màu da nha. Giá 35k nha, bạn nào mua thì comment cái mã hồng giúp mình nha. Đó. Đây. Mạng bình thường kìa, đó thấy chưa? Bạn nào mà mua cỡ 50kg đổ xuống nha, bạn nào mua thì comment cái mã hồng giúp mình nha. Đó, mua thì comment mã hồng nha. Cái này giá 35k cho chia sẻ like nha. Đó. Mua thì comment cái mã hồng cho mình nha. Đó, bình thường kìa. Bình thường luôn, mạng bình thường luôn mà mấy bạn đâu có tiêu luôn. Thiệt tình là mấy bạn ơi, mình like cái kiện 25k không có đáo động cái gì tới đây nữa các bạn ơi, để khỏi nhầm các bạn ơi nha. Cái ở trên kia là cái kiện 35k của mình rồi nha, 35k rồi. Đây. Đó, mình không có. Đây, mẫu 2 dây nè, 50kg đổ xuống nha, 35k. Bạn nào mua thì comment mã 2 dây giúp mình nha. Bạn nào mua thì comment mã 2 dây giá 35k nha. Các bạn mà chậm thì hết ráng chịu nha. Đó. Bạn nào mà mua thì comment mã 2 dây nha. Đó, bạn nào mà mua thì comment mã 2 dây nha. 2 dây nha, 50kg đổ xuống nha. Đó, mẫu 2 dây nha. Màu da nè. Đó, bạn nào mua thì comment mã 2 dây nha. Chất ren rất là đẹp luôn, 35k. Đó, rất là đẹp luôn. Được không thì mình like cái kiện đồ ngủ nha, chứ mình không có sen kẻ này nè. Nó không có nằm trong chuyện, rất là khó like nha mấy bạn ơi. Đó, bạn nào mà mua thì comment mã 2 dây giúp mình nha. Chất ren rất là đẹp, hồi trưa mấy trăm cái luôn, mình bán chỉ còn có bao nhiêu đó thôi nha. Rồi Phạm Thúy 2 dây nha, chị chốt cho Phạm Thúy 2 dây nha. Phạm Thúy 2 dây nha, cái đầm này là giá 35k nha. Phạm Thúy nha. Phạm Thúy nha. Đó. Mấy bạn kêu lấy thì các bạn kêu lại không lấy, mà các bạn không kêu người ta lại lấy. Đầu dài 52kg đổ xuống giá 55k nha. Đó, cái mẫu đầm này nè, mình có khoảng 3-4 cái nha. Đó, cỡ 50kg đổ xuống nè. Bạn nào mua thì comment cái mã hồng giúp mình nha. Bạn nào mua thì comment cái mã hồng giúp mình nha. Đó, chị ở Tiền Giang nha. Bạn nào mua thì comment cái mã hồng nha. Mặt rất là đẹp nha. Cỡ 50kg đổ xuống nè. Đó, bạn nào mua thì comment cái mã hồng nha. Mã hồng giúp chị nha. Mã hồng nha, có khoảng mấy cái chị chốt từ trên xuống nha. Chị ở Tiền Giang nha, mã hồng nha. Rồi cái mã hồng này có bạn nào lấy không mấy bạn ơi, mạng bị cái gì rồi đó. Mạng bị cái gì rồi không biết nữa. Đây áo phông, chị lấy áo phông cho mấy bạn luôn đây. Mang một mẫu áo phông cho mấy bạn nha. Rồi có bạn comment mã hồng rồi nè. Mã hồng mình chốt cho Vân Bích Lương nha. Mã hồng cho Vân Bích Lương nha. Vân Bích Lương inbox cái điện thoại giúp mình nha. Vân Bích Lương inbox cái điện thoại cho mình nha. Rồi Nguyễn Trầm một cái nha. Nguyễn Trầm nha. Nguyễn Trầm một cái nha. Đó. Còn ai cái hồng này nữa không ạ? Chỉ còn có 3 cái hồng thôi. Nguyễn Trầm một cái. Vân Bích Lương inbox số điện thoại nha Vân Bích Lương ơi. Vân Bích Lương inbox cái điện thoại cho chị nha. Không inbox là sau khi chị livestream không, chị không, chị chốt hàng, chị không thấy inbox của các bạn thì chị xả hàng nha. Nhớ inbox nha các bạn ơi.
Đó, mấy bạn nào mà đội áo phông thì mình lấy áo phông cho các bạn xem nè. Áo phông đây, bạn bị cái gì rồi? Đó, cỡ 55kg đổ xuống vừa nè. Bạn nào mua thì comment mã đen giúp chị nha. Áo phông nè, bạn nào mua thì comment cái mã đen giúp chị nha. Comment mã đen giúp chị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Chất da cá nha. Đó, 55kg nha, comment mã đen nha. Đó, comment cái mã đen giúp chị nha. Rất là đẹp luôn nha, mã đen nha. Thanh Thanh Trần, chị có thấy ai chốt đâu, có ai giành nhau đâu mà lại mua không được ta. Đó, bạn nào mua thì comment cái mã đen giúp chị nha. Áo phông có rất là nhiều luôn, đồng giá 25k luôn, rất là đẹp luôn nha. Bạn bị cái gì không biết. Rồi Mỹ Dung Ngô nha, chốt mã đen cho Mỹ Dung Ngô nha. Em chốt mã đen cho Mỹ Dung Ngô nha. Rất là đẹp luôn mấy chị, cái chất da cá của cái kiện áo phông này rất là đẹp luôn. Rồi mã đen của Thanh Thanh Trần nha. Thanh Thanh Trần nha. Chị Hằng ơi, chị inbox giúp em nha chị Hằng ơi. Chị đừng có ở trên live này em chụp màn hình lại không kịp nha Nguyễn Hằng ơi. Đó, ở trên live này em chụp màn hình không kịp nha. Em lấy hồng sau lưng. Em lấy hồng sau lưng. Khoảng lặng trong em ơi. Em lấy hồng sau lưng. Dạ 60kg. 60kg áo phông này có nha chị. Cỡ 60kg áo phông này là có đó. Đó cái mã đen này có. Có bạn nào lấy mã đen nữa không ạ? Mã đen mình còn mấy cái nè mấy bạn ơi. Đó, mã đen mình còn mấy cái nha. Rất là đẹp luôn nha. Cỡ 55kg vừa nè. Mã đen cỡ 55kg vừa nè. Mạng bị cái gì chẳng biết. Có bạn vô ngoài không được luôn nha. Đó, bạn nào mua thì comment cái mã đen giúp mình nha. Cái này từ 5 sản phẩm trở lên thì mình ship nha. Đó, hồi trưa bạn nào chưa đủ đơn thì chốt giúp mình ha. Chốt da cá rất là đẹp luôn nha. 25k nè. 25k nè. Đó, 25k nha. Chốt mã đen nha. Mã đen nha. Chào Huệ Huỳnh nha. Chị ở Mỹ Tho, chị ở ngay cổng chào hướng đi xuống chợ gạo á. Đen còn nè em, chị còn ba cái đen nè, cái này chốt mã đen nha. Chị ở ngay cổng chào hướng đi xuống chợ gạo nha. Ở ngay cổng chào hướng đi xuống chợ gạo nha. Có bạn nào chốt mã đen không ạ? Đó, có bạn nào chốt cái mã đen này không ạ? Chị còn đen nè. 25k nha em ơi, 25k cho chia sẻ livestream nha. 25k cho chia sẻ livestream nha. Không chia sẻ livestream là giá 35k nha. Màu đen này 55k nha. 9 lê. Em chốt màu đen cho 9 lê nha. 9 lê nha. 9 lê hồi chiều như chị có 3 cái đầm ren rồi đó. Rồi Ngọc Phùng đen nha. Ngọc Phùng nha. Ngọc Phùng đen nha. Ngọc Phùng đen nha. Cái mẫu đen này thật ra nam mặc, nam nữ đều mặc được nè bạn ơi. Cái mẫu đen này nam nữ đều mặc được nha. Cái phơm này là phơm nam nữ đều mặc được nè mấy bạn ơi. Phơm nam nữ đều mặc được nha. Đó, phơm này là nam nữ đều mặc được nè. Rất là đẹp luôn nha. Phơm nam nữ đều mặc được nha. Đây, mẫu này cũng có một cái thôi. Cỡ 55kg vừa nè. 55kg vừa nè, bạn nào mua thì comment cái mã trắng giúp mình ha. Đó, nam nữ đều được nha. Đúng rồi, cổng gần Tân Mỹ Chánh đó, đúng rồi em. Đó, rất là đẹp luôn nè. Đó, bạn nào lấy thì comment cái mã trắng giúp mình nha. Cũng cỡ 55-57kg vừa nè. Đó, 55-57kg vừa nha. Bạn nào mua thì comment mã trắng nha. Cái này có 1 cái thôi. Cái này có 1 cái thôi nha. Đó, 25k nha. Mạng bị cái gì các bạn đã mất đi rồi ta. Hôm nay mấy bạn không có mua cái gì hết. Rồi Nguyễn Kim Khoa một đen nha. Trời ơi chị Chính Lê ơi, em nói mà chị. Em nói mà chị còn kêu cỡ 60, em không có lấy cỡ ký nha chị ơi. Em chốt cái trắng này cho chị Mỹ Dung Ngô nha. Mỹ Dung Ngô nha. Thiệt luôn á, em nói cái này là 55kg thôi mà chị cứ kêu em lấy cái đen 60kg thì làm sao mà em lấy cái đen 60kg cho chị được. Cái màu đen này chị chốt cho Nguyễn Kim Khoa nha. Nguyễn Kim Khoa màu đen nha. Nguyễn Kim Khoa nha.
Em nói cái ký chị coi cái nào vừa thì chị mua, chứ chị kêu em lấy cái đen là 60 kg, em biết lấy cái đen 60 kg ở đâu ra đây chị ơi. Em không có bán theo cái số ký của mấy chị yêu cầu nha. Mỹ Dung Ngô em chốt cái trắng cho chị rồi nha. Mỹ Dung Ngô ơi, bên em đang mưa. Đây nè mấy bạn ơi, cỡ 50 kg đổ xuống vừa nha, một cái đầm suông nha, 50 kg đổ xuống vừa nè. Đó, cỡ 48-50 kg đổ xuống vừa, rất là đẹp luôn nè. Đó, bạn nào mua thì comment cái mã. Bạn nào mua thì comment cái mã đen nha. Bạn nào mua thì comment cái mã đen nha. Đó, bạn nào mua thì comment cái mã đen giúp mình nha. Chắc là mạng bị gì rồi, hôm nay các bạn nó mất tiêu rồi. Đó, bạn nào mua thì comment cái mã đen nè. Chất rất là đẹp luôn nha. Đó, chất rất là đẹp luôn nha. Chất rất là đẹp nha. Chị đang chốt đồ bộ 25k qua người ta mất đà. Thì đúng rồi, bởi vậy chị mới nói là chị đang like cái kiện 25k. Còn những cái bạn nào mà có nhu cầu đồ bộ thì phải đợi chị một chút, chị like qua một đợt cho mấy chị rồi chị mới qua được ha. Rồi bây giờ chị chốt cái mã đen nha, Nguyễn Yến mã đen nha. Cái mẫu này rất là đẹp luôn, giải rất là đẹp luôn. Nguyễn Yến một đen nè, Nguyễn Trầm một đen nè, rất đẹp luôn, chốt lên rất là đẹp luôn, coi giải nhẹ rất là mát luôn. Nguyễn Trầm một đen nha. Ba hạnh, hạnh ba hai đen ha. Ba hạnh nha, ba hạnh hai đen nha, rất là đẹp luôn á. Thật sự cái kiện này rất là đẹp luôn. Ba hạnh, đây ba hạnh ở bên này, ba hạnh nha. Như Thủy một đen nha. Như Thủy ơi, inbox cho chị số điện thoại nha. Như Thủy ơi, inbox cho chị số điện thoại nha. Thúy Hằng mạng yếu, sao hôm nay ai cũng than mạng yếu hết. Như Thủy inbox cho chị số điện thoại nha em ơi. Thanh Nga luôn nha, Thanh Nga nha, chị chốt cho Thanh Nga nha. Cái chốt len này rất là đẹp luôn á mấy bạn, thiệt luôn á. Thanh Nga một cái đen nha, Thanh Nga một cái đen nha. Mấy bạn ơi inbox số điện thoại, mấy bạn đừng có cho số điện thoại trên like nha. Cho số điện thoại trên like, mình một mình chụp không có kịp, lát hồi cái điện thoại này nó hết pin nữa, cái mình chụp không có kịp lại cái số điện thoại, cho nên các bạn nhắn tin cho mình đi ha. Rồi mình chốt nó cũng lẹ nữa, mình vô tin nhắn là mình thấy các bạn liền, mình sẽ báo cái số lượng đồ cho các bạn liền nha. Nha. Rồi Hương Nguyễn một đen nha, để Hương Nguyễn một đen nha. À, coi chừng mạng của mấy bạn bên đó nó, chị cũng không biết nữa, nhưng mà hồi nãy giờ nghe chung chung là cái mạng nó cứ bị cái gì á. Hương Nguyễn một đen nha, chị còn một cái đen nữa, có bạn nào lấy không ạ? Hương Nguyễn một đen nè, rồi còn một cái đen nữa nha. Kim Khoa mạng giật nữa kìa, chắc là tại mạng bên các bạn rồi, chị cũng không biết luôn nữa. Nói chung là hôm nay tiến độ của mấy bạn mua rất là chậm luôn, chị không có thấy comment của các bạn luôn. Rồi Ngọc Cô Trần một đen nha. Để cái đặt này bị cái gì chứ biết. Chị Ngọc Cô Trần một đen nha. Rồi chị hết đen luôn rồi nha. Ngọc Cô Trần một đen nha. Rồi hết đen luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi hết đen luôn rồi mấy bạn ơi. Đó, mạng bị cái gì mấy bạn thử thả like, thả ít thôi, tương tác với mình ha, để nó không có bị ẩn comment nha. Nãy giờ mình thấy có mấy chị à, còn mấy bạn mới mới mình không có thấy đâu hết trơn á. Đó, bây giờ thấy Nguyễn Yến nè. Rồi hết đen rồi, mình hết đen rồi nha. Có hai cái xám thôi. Có cái mẫu giống mưa nên mạng của ở đây chị đâu có mưa đâu ta, ở đây chị đâu có mưa đâu nè. Cái mẫu giống như cái mẫu đen mà nó là màu xám, chỉ có hai cái thôi, chốt rất là đẹp nha mấy bạn. Đó, coi giãn nhẹ nè, mà màu xám nha, các bạn comment cái mã xám giúp chị nha. Chỉ có hai cái thôi,
Đó, cảm ơn cái mã xám với chị nha, rất là đẹp luôn, cái phơm này lên rất là đẹp luôn. Phải nói là chốt vải rất là thích luôn, 25k nha. Comment mã xám nha. Comment cái mã xám nha, cá nhái chị thấy em nè. Muốn chia sẻ mà không được, hậu đẹp ơi, bạn vô cái trang cá nhân của mình đó, bạn chia sẻ nha, nhấn vô nha. Xuống mấy ký rồi. chị cũng thấy em ốm thiệt luôn hả chị ớt. Rồi mã xám cho Như Thủy nha. Như Thủy ơi, inbox số điện thoại cho chị nha Như Thủy ơi. Như Thủy inbox cái điện thoại cho chị nha. Còn một cái mã xám nè. Đó, inbox số điện thoại cho chị nha. Còn một cái mã xám chị để cho Dung Cherry nha. Dung Cherry inbox số điện thoại cho chị nha. Dung Cherry inbox số điện thoại cho chị nha. Inbox nha mấy em ơi, inbox số điện thoại cho chị nha. Để một lát chị check inbox, chị không thấy ở trên live chị không có tìm được. Ở trên live chị không có tìm được nha mấy bạn ơi, chị không có tìm ở trên live được luôn á. Có một mình là một hồi điện thoại này nó hết pin, chị chụp màn hình lại không được đó nha mấy bạn, thông cảm inbox giúp chị ha. Bình thường hai ba người thì chị chụp cái màn hình được, còn bây giờ có một mình nè. Ái như giờ em hết mẫu xám rồi, em không biết mẫu xám bên này còn không mấy bạn. Còn nữa rồi mấy bạn ơi, mẫu xám nó không có còn rồi. 25k kim ho kim ơi, 25k là tiền là luôn cung te chị thấy nha. 25k là ship bên các bạn mua hàng các bạn tính nha, tại vì 25k là mình đã sell tới sát đáy luôn rồi, thành ra là mình không có thể nào mình miễn ship được cho các bạn hết nha. 25k thì là chỉ có mấy k trên một cái bộ đồ thôi. Rồi ok, cảm ơn Nguyễn Hằng nha em. Đây các bạn comment cái mã số 5 giúp mình ha, một cái đầm nha. Đó mã số 5 nha. Nam Dương chào em nha. Chào Nam Dương nha. Yến Nhi thấy Yến Nhi nha. Đó comment cái mã số 5 nha, cái này cỡ 50-53kg đổ xuống vừa nha. Đó, 50-53kg đổ xuống vừa nha. Đó, mã số 5 nha, chốt von rất là đẹp luôn nè. Cái đầm nè, 50-53kg đổ xuống vừa nha. Comment cái mã số 5 giúp mình nha. Mã số 5 nha. Cái này là mã số 5 nha. Chắc là ở một số nơi có mưa đó. Em ơi, Mỹ Diễm chỉ thấy nha. Đồ đẹp, đúng rồi. Em ơi, Sĩ, nếu như mà em lựa trên like này. Rồi Nguyễn Kim Khoa, mã số 5 nha. Nguyễn Kim Khoa nha. Sĩ, nếu như mà em lựa trên live này thì giá là 24k nha. Đó, em muốn lựa mẫu nào em lựa cứ 50 cái thì là giá 24k ha. Là lựa trên live của chị, còn Sĩ mà không lựa là khác nha. Sĩ không lựa là khác nha. Rồi cái mẫu đầm đỏ nè mấy bạn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cái đỏ này thì mình có màu tím nữa nha. Đó, để mình xem còn màu nào mình chốt luôn nha. Mình coi cái có màu mình chốt luôn cho rồi hết ha. Đây, đỏ tím vàng nha. Kiểu là như thế này, mình có 3 màu đỏ tím vàng nha. Các bạn comment mã số giúp mình ha. Đỏ nè, tím nha, và vàng nha. Đó, mẫu giống như thế này nè. Rồi đỏ của Vân Bích Lương nha. Mình chốt đỏ cho Vân Bích Lương nha. Cái nào mà cùng một cái mà khác màu á, Vân Bích Lương mã đỏ nha. Vân Bích Lương nhớ inbox cho chị số điện thoại nha. Để quên nha các bạn ơi, quên là mình xả hàng các bạn đó nha các bạn ơi. Vân Bích Lương mã đỏ nè. Mã tím của Vân Bích Lương nha. Vân Bích Lương nha. Vân Bích Lương nè. Còn một cái mã vàng. Một cái mã vàng nha. Còn một cái mã vàng nha. Bạn bị cái gì không biết thiệt tình luôn á. Bạn bị cái gì không biết luôn thiệt tình, là chị chỉ thấy được có vài bạn thôi. Rồi Thanh Thanh Trần mã vàng nha. Thanh Thanh Trần mã vàng nha. Rồi Thanh Thanh Trần mã vàng nha. Chào Hân Nguyễn nha. Mấy bạn mấy để chị xem mấy cái mẫu nào nó giống giống nhau á, cái mình đưa một lần luôn cho các bạn đỡ mất thời gian ha.
Ba Hạnh ơi, chị hết vàng rồi. Ba Hạnh ơi, chị hết vàng rồi. Đây, mẫu này kiểu giống như maxi vậy, rất là đẹp luôn. Mấy bạn comment mã số 7 giúp mình nha. Đó, comment cái mã số 7 giúp mình nha, rất là đẹp luôn nha. Đó, sỉ muốn lựa trên like thì các bạn cứ việc lựa ha. 50 sản phẩm thì là giá 24k, muốn lựa sản phẩm nào thì lựa nha. Đó, mã số 7 nha. Mã số 7 nha. Mã số 7 giúp mình nha. Mã số 7 nha. Cái này chốt mã số 7 giúp mình nha. Đó, mấy bạn nhớ mua hàng chốt đúng mã nha các bạn ơi. Đúng mã thì mình lấy cái sản phẩm nó đúng nắm nhung chị thấy nha. Rồi, cái mã số 7. Mã số 7 chị chốt cho Dung Cherry nha. Dung Cherry nha, chắc là có một số khu vực bị mưa á, nên thành ra là mạng của các bạn bị lắc á. 10 cái không có tính sỉ nha anh em. 10 cái vẫn vậy thôi, sỉ của chị là từ 50 cái đổ lên nha. Sỉ là 50 cái đổ lên nha. Rồi cái đầm này có 53 55 kg vừa nè. Đó, 53 55 kg vừa nè, comment mã bi giúp mình nha. Mã bi nha. Đó, cái đầm này nè, bạn nào mà bầu bí mà nhỏ nhỏ cỡ 50 kg là rất là ok luôn nè, comment mã bi nha. Mã bi nha. Đó, comment mã bi giúp chị nha. Comment cái mã bi giúp chị nha. Comment mã bi giúp chị nha. Các bạn nào còn xem không ạ? Chị thấy có một số bạn à. Hoa dại, thấy hoa dại nha. Mã bi nha. Rồi, cũng giống như cái mã bi y vậy luôn, comment mã hoa nha. Mã hoa nha. 5 sản phẩm trở lên thì chị ship nha. 5 sản phẩm trở lên thì chị ship nha. Rồi bi của Kiều con nha. Bi của Kiều con nha. Wow, rất là đẹp luôn. Cái này là mã hoa nha, giống như bi vậy nhưng mà nó hoa nha. Đó, comment mã hoa nha. Mã hoa giúp chị luôn nha, mã hoa nha. Có áo sơ mi sọc nha em, nhưng mà cỡ 50kg đổ xuống nha. Ừ, em ba sản phẩm rồi, mã hoa nha, mã hoa giúp chị nha. Ba sản phẩm rồi. Cái mẫu 25k này là 5 sản phẩm trở lên thì mình ship nha. Cái này mã hoa nha. Rồi Thanh Thanh Trần mã hoa nha. Mạng bị cái gì các bạn ơi? Chỉ có bao nhiêu đây, bạn lặp lại thôi, mình không có thấy comment của bạn nào nữa hết á. Thanh Thanh Trần mã hoa nha. Đó. Rồi áo sơ mi chỉ có một cái duy nhất thôi nha. Rồi đầm bầu 6 tháng em comment ký đi em ơi, em đừng có nói với comment. Đúng rồi, 5 sản phẩm. 5 sản phẩm phi ship là sao hả em? 5 sản phẩm chị sẽ ship nha. Chị ở Tiền Giang nha. Áo sơ mi chỉ có một cái thôi, cỡ 50kg đổ lại. Đó, bạn nào mua thì comment mã sơ mi giúp chị nha. Đó, sọc nhĩn mà màu hồng nha. Đó, áo sơ mi nè, 50kg đổ lại nha. Nguyễn Yến thấy chị nha, em thấy chị nha Nguyễn Yến ơi. Đó, sơ mi nè, bạn nào mua thì comment cái mã sơ mi giúp mình nha. Còn có một cái thôi, mã sơ mi nha. Mua thì comment mã sơ mi giúp mình nha. Hồng Xuân. Rồi các bạn ơi, bạn bị cái gì chán ghê luôn á. Không em ơi, chị chỉ còn một cái áo sơ mi này duy nhất thôi. Đó, bạn nào mua thì comment mã sơ mi giúp chị nha. Không có dài tay, ngắn tay, không có màu hay mẫu nào nữa. Chị chỉ còn có một cái duy nhất thôi nha. Mạng của chị bình thường, chị cứ like. Ừ, mạng của chị không phải, tại vì chị like mà chị không có thấy comment của các bạn. Ngọc Phùng chị thấy nè, chị không có receipt nha. Sản phẩm bên chị là chị không có receipt cho bạn nào hết nha. Thậm chí sĩ chị nó lấy lần 1000 cái chị cũng không có receipt nha. Kim Thúy Nguyễn Thị chị thấy nha. Hồi nãy giờ em nói quá trời. Hồng Xuân Lam, trời ơi mạng hôm nay bị cái gì chị không biết luôn á, thiệt luôn á nha. Đó, mạng vẫn bình thường. Đó, bây giờ là thực sự là không biết nổi luôn mấy bạn ơi. Thực sự là bây giờ chị cũng không biết làm sao luôn nữa nha. Chị không có truy ship nha. 25k rồi mà 5 sản phẩm nó có 125k thôi. Mà ví dụ phí ship nó 30k, mấy bạn nghĩ mình không có lời tới 30k đâu mà mình truy ship cho các bạn ha. Cho nên nếu mà bây giờ like không được thì chắc trưa mai chị like quá. Có Tuấn Anh con không được luôn kìa.
Nếu mà bây giờ like không được nữa thì chắc trưa mai chị like thôi. Rồi nó đứng luôn rồi, đứng hình luôn rồi mấy bạn ơi. Chị không có thấy Hân Nguyên luôn á. Chị đâu có thấy Hân Nguyên đâu nè. Chị không có thấy Hân Nguyên luôn. Chị đứng luôn rồi, mấy chị cũng bị đứng luôn rồi. Nguyễn Hoàng Thiên Long. Kim Khoa ơi, thì một lát em lấy cái Facebook Nguyễn Hoàng Kim Long đó, em nhắn inbox cho chị là chung với Nguyễn Kim Khoa là được rồi. Rồi bây giờ chị sẽ like qua cái đồ bộ nha, chị nói trước với mấy bạn nha. Nha, chị nói trước với mấy bạn là đồ bộ nha, chị là cái kiện đồ riêng nha, đồ bộ là giá 55k nha, từ 52kg đổ xuống thì vừa nha, nha các bạn nha. Em không có mất mạng, em còn nguyên. Vậy là có một số bạn bị mất mạng rồi. Ờ à, đó thấy chưa? Chị cái đồ bộ của chị là thun da cá nha, 55k nha, 52kg đổ xuống thì vừa nha mấy bạn ơi. Chứ nó không giống như đồ ngủ nha, đồ ngủ thì mình nhỏ nhỏ, mình to to, mình tầm khoảng đó mình thọc vô mình ngủ được ha. Còn đồ bộ là nó phải vừa cỡ, ít nhiều gì cũng phải nhìn như vậy cho nó đỡ đỡ chút nha, chứ không phải là lấy nha. Chị sẽ qua đồ bộ một cọc đồ bộ thôi nha. Chị sẽ qua một cọc đồ bộ cho mấy bạn nha. 52kg đổ xuống nha, còn trên 52kg là không có nha, cái đó là chị nói trước nha. Thùy Trang, chị thấy Thùy Trang nha, 52kg đổ xuống nha, còn trên 52kg là không có nha. Đây, chị cho mấy bạn xem đồ bộ nè. Áo thun, áo kiểu đó, mấy bạn yêu cầu tùm lum hết, chị cũng không biết sao luôn. Đó, đồ bộ nè mấy bạn ơi, gu xì mà. Đó, 52kg đổ xuống nha. Đó, đừng có hỏi chị là có 55-60 hay không nha. Chị có một phơm một thôi, chốc một chốc thun da cá, một chốc giá 55k thôi nha, đó. Bạn nào mà mua thì comment cái mã bộ xanh cho chị nha. Đó, đó chất thun da cá nè, bo chân nè, đó chất thun da cá nè, đó ru xì nè. Đó, bạn nào mà mua thì comment cái mã bộ xanh giúp chị nha. Đó, cỡ chị mặc vừa là sao em? Đã chị nói là 52kg đổ xuống mà em hỏi là cỡ chị bận vừa là sao? Thì em 52kg, em là 52kg, 1m57, 1m6 đổ xuống là vừa nè. Đó, bạn nào mà mua thì comment mã bộ xanh giúp chị nha. Quần nè. Đó, mã bộ xanh giúp chị nha. Thấy chưa? Đó, chị nói là 52kg đổ xuống nha. Chị nói là 52kg đổ xuống nha. Cái này là tại mấy bạn kêu chị like cái mẫu này nha, chứ chị đang like cái mẫu 25k cho mấy bạn kia nha. 52kg đổ xuống nha. Cho nên là chị đã nói trước với mấy bạn là chị chỉ có một form là 52kg đổ xuống thôi. Các bạn đừng có hỏi là 55 hay 60 ha. Đó, hồi nãy có một bạn đó là sao chị bán đồ chị lại quạo. Chị nói mấy bạn á, 52kg mà cái chị đó cứ kêu chị là tìm một cái bộ đồ màu đen cỡ 60kg thì làm sao mà chị đi tìm được. Mấy bạn cũng phải thông cảm cho chị chứ, cái kiện đồ nó rất là nhiều luôn. Thật ra chị cũng không có muốn như vậy đâu, mà mấy bạn cứ đòi chị kiếm theo cái số ký của mấy bạn thì làm sao mà chị bán được, làm sao mà chị tìm được ha. Đó, chị có là rất là nhiều màu nha. Đó, cái mẫu như vậy nè mà nó rất là nhiều màu. Đó, màu xanh, tím khoai môn, hồng nè. Đó, đó, mạng nó lắc rồi, không có like được nữa nè, thấy chưa. Đó, mẫu đồ bộ nè. Mấy bạn hỏi cho nhiều vô, khi mà chị cầm đồ bộ lên thì các bạn lại không ai comment hết. Đó, không ai comment đồ bộ thì chị qua nha. Không ai comment thì đồ bộ, không ai comment đồ bộ chị qua nha. Chị qua đồ bộ nha. Là không có đòi đồ bộ nữa nha, chị không có like đồ bộ nữa nha. Không có like đồ bộ nữa nha. Đó, không thấy bạn nào comment cái mã đồ bộ luôn. Chị sẽ không có like theo yêu cầu của mọi người nữa đâu nha.
không có like theo yêu cầu của mọi người nữa đâu. Chị like cái kiện 25k của chị nha. Like cái kiện 25k của chị nha. Không thấy rồi 25k đây nha. Một hồi mà mạng yếu quá là chị sẽ nghỉ nha mấy bạn ơi. Mạng yếu quá chị sẽ nghỉ, chị like vào cái buổi trưa ngày mai nha. Mạng rất là yếu luôn, không thể nào bán được rồi. Đây cái mẫu đầm nữa nè đó. À cái này là cái mẫu đầm nè đó, mấy chị nào mà mua thì comment cái mã số 9 nha. 70kg không có nha bạn ơi, 70kg mình không có mẫu cho người 70kg nha. Đó mấy bạn mua comment mã số 9 giúp mình nha. Cỡ 50-53kg đổ xuống là 53kg thì cao mét 62 đổ lên vừa ha. Còn mà mét 6 là cỡ 50kg, dưới mét 6 là cỡ 50kg đổ xuống là rất là đẹp nha. Đó đó, chị nào mua thì comment đúng mã giúp mình ha. Mua thì comment đúng mã giúp mình nha. Chị like một hồi mà chị thấy ẩn comment, không thấy comment nữa thì chắc chị ngưng trưa mai chị like tiếp nha. Chứ bây giờ thực sự mạng nó bị cái gì đi chị cũng không biết luôn nữa. Mạng bị cái gì luôn cũng chẳng biết nha. Thanh Thanh Trần nha, chị chốt mã 9 cho Thanh Thanh Trần nha. Thanh Trần nha. Đó đầm rất là đẹp luôn mà mạng nó lại bị cái gì. Đây cái này cũng cỡ 50kg nha, chốt mã số 10 giúp chị nha. Chốt mã số 10 giúp chị nha, mã số 10 nha. Đó rất là đẹp luôn đó, mã số 10 nha. Cũng giống như mã số 9 hồi nãy đó. Mã số 10 nha, chốt cái mã số 10 giúp chị nha. Đó, mã số 10 nha, rất là đẹp luôn, chất phôn rất là đẹp luôn. 25k mã số 10 nha. 25k mã số 10 nha. Mã số 10 giúp chị nha. Rồi mã số 10 chị chốt cho luôn cung te nha. Luôn cung te nha. Đó. Đây, cái này comment mã xanh giúp chị luôn nha. Đó, cỡ 50kg đổ xuống là rất là đẹp luôn. Mã xanh giúp chị nha. Đó, mã xanh nha. Rất là đẹp luôn. Chốt mã xanh nha. 25k một cái nha em ơi. Áp dụng cho chia sẻ like nha. Áp dụng cho chia sẻ like nha. Cái này 25k một cái cho bạn nào chia sẻ live stream nha. Còn không chia sẻ live stream là 35k nha. Rất là đẹp nha. Hôm nay có rất là nhiều mà mạng bị cái gì chị chẳng biết nữa. Rồi, mã xanh chị chốt cho bạn Hồng Xuân Lâm nha. Hồng Xuân Lâm mã xanh nha. Mấy bạn mua hàng nhớ inbox số điện thoại cho chị nha. Inbox số điện thoại để chị chốt hàng cho nhanh nha. Còn không inbox là chị xả hàng nha mấy bạn ơi. Không inbox là chị xả hàng nha. Ba Hạnh ơi, Ba Hạnh ơi, chị nói cho Ba Hạnh nghe. Em sỉ lựa trên like á, là em cái nào mà chị nói có nhiều á thì em ấy nha. Còn có những cái chị chỉ có một cái thôi, cho nên chị không thể nào chị lấy màu xanh hai cái, màu đỏ hai cái được nha em. Đó ví dụ như cái mẫu này chị có nhiều nè, em có thể chốt cho chị hai cái hoặc ba cái, đó là em tranh em mua với các bạn trên like nha. Còn có những cái chị chỉ có một cái thôi, có những cái mẫu chị chỉ có một cái thôi nha. Nè cái mẫu này chị có nhiều nè, cho nên là các bạn cứ đổ đơn ha. Hồng Xuân Lâm ơi, inbox cho chị nha, đừng có cho số điện thoại trên like nha. Em nhắn tin cho chị số điện thoại nha. Nhắn tin cho chị số điện thoại nha, đừng cho số điện thoại trên like nha. Đây, cái mẫu này.
kiểu cổ lọ, rất là đẹp luôn, cỡ 50kg đổ xuống nha. Đó, cổ nè, cỡ 50kg đổ xuống nè. Bạn nào mà mua thì comment mã số 3 ha. Mã số 3 cộng với số lượng mà các bạn muốn mua nha. Cái này là mình có nhiều, đó, cho nên sĩ có thể mua. Còn những cái hồi nãy mình chỉ có một cái thôi nha, cho nên các bạn chỉ chốt cho một bạn thôi, cho nên không thể nào mà bạn mua được một cái, hai cái giống như vậy được nha. Đó, cái này các bạn nào mà mua thì các bạn chốt. Rồi, đây là nó pin nữa. Đó, cái này là khung co giãn nhẹ nè, đó. Cỡ 50kg đổ xuống vừa nha. Đó, các bạn chốt cái mã số cộng với cái số lượng muốn lấy giúp mình nha. Rất là đẹp luôn nha. Thoa kim thấy em nha, Nguyễn Hằng, chị nghe đây. Đó, khi mà mình nói có được em sĩ lựa trên like được nha. Em mua sĩ lựa trên like, chỉ cần em lựa trên like mà 50 sản phẩm là em được giá sĩ nha. Cái này là vải nha, cô tông nha em, coi giãn nhẹ nha. Cái đầm này là vải cô tông coi giãn nhẹ nha. Cái này chị chỉ có một màu, một kiểu thôi. Mã 3 một cái, rồi mã số 3 chị cho Thanh Thanh Trần nha. Mã 3 là Thanh Thanh Trần nha. Thanh Thanh Trần mã 3 nha. Đó. Cái này chị nói có nhiều nè, nó cho nên sĩ muốn mấy cái thì cứ chốt số lượng là mã 3 một cái, mã 3 hai cái giúp chị ha. Đó. Cái này chị có nhiều nè, còn những mẫu là chị chỉ có một cái thôi nha. Cái mẫu đằng sau lưng. Rồi Hương Nguyễn mã 3 nha, Hương Nguyễn cho chị số điện thoại nha. Hương Nguyễn nhắn tin cho chị số điện thoại nha, Hương Nguyễn ơi. Inbox cho chị số điện thoại nha, Hương Nguyễn một cái mã 3, hoa dại một mã 3 nè. Đó, sĩ thì cứ lên đơn mã 3 bao nhiêu cái, mã 3 4 cái, mã 3 2 cái này chị ha. Đó, chị đang like cái kiện 25k nha, cái kiện đầm trên kia là giá 35k nha em ơi. Chị đang like cái kiện này nha, cái kiện này là giá 25k, trên kia là 35k chị, cho nên chị không có đem xuống. Thoa kim bé ba hạnh này nha, ba hạnh nha. Đó, ba hạnh một cái nè. Cái màu em, màu này là giống như nó màu xanh đậm vậy đó em. Chỉ có một màu, một mẫu thôi em ơi. Không phải em đặt chị không trả lời em, mà tại vì em comment sao người ta, cho nên chị không có chốt hàng cho em. Chẳng hạn như cái bạn đó chốt trước thì chị kêu tên cái bạn đó, chị chốt cái mẫu đó thôi, chứ không phải là em đặt mà chị không trả lời nha. Có nghĩa là cái mẫu số 3 này nè, bạn nào comment mã số 3 trước thì chị cho cái bạn đó chốt cái mã số 3 thôi, chứ không phải là chị không trả lời em nha. Đó, cái mẫu này là số 3 nè. Bạn nào mà mua thì chốt cái mã số 3 giúp chị nha. Tầm 50kg đổ xuống, rất là đẹp luôn, kiểu cổ lọ Hồng Kông nè. Chất thun co giãn nhẹ. Đó, kiểu cổ lọ Hồng Kông nè mấy bạn. Rất là đẹp nha, cổ lọ Hồng Kông nè. Đó, rất là đẹp nha, cỡ 50kg đổ lại nha. Đó, sát nách. Kiểu nó là như thế này nè mấy bạn. Đó, sát nách nha. Đó, màu nè. Mình để màu cho các bạn xem nè. Đó, các bạn mua thì comment cái mã số 3 giúp mình nha. Đó, chẳng hạn như muốn mua sỉ thì cứ như thế này. Nguyễn Hằng ơi, Nguyễn Hằng mã số 3. Nguyễn Hằng hồi nãy hình như chị có chốt cho Nguyễn Hằng một cái rồi phải không ta? Hương Nguyễn. Nguyễn Hằng inbox cho chị số điện thoại nha. Nguyễn Hằng ơi, inbox cho chị nha. Nguyễn Hằng ơi, em đừng có cho số điện thoại ở trên live, chị chụp không có kịp. Livestream này một hồi nó trôi mất tiêu à, thành ra chị không thấy. Em nhắn tin cho chị á, em vô em nhắn tin giúp chị nha. Nhắn tin giúp chị nha. Rồi Nguyễn Hằng một cái mã số 3 ha. Một cái Thanh Thanh Trần, hồi nãy chị chốt cho Thanh Thanh Trần rồi hay gì mà ta. Thanh Thanh Trần mã số 3 rồi hay gì mà. Cái bạn comment một lần thôi, Thanh Thanh Trần chị chốt mã số 3 này rồi. Thanh Thanh Trần ơi, đồ em mặc không có bán nha chị ơi, đồ em mặc không có bán nha. Rồi cái mã số 3 này còn bạn nào chốt không ạ? Mã số 3 này còn bạn nào chốt không? Cái bạn Nguyễn Hằng này, Nguyễn Hằng ơi, chị nói là em nhắn tin giúp chị, em cứ cho cái số điện thoại trên live hoài, chị không có chụp kịp mà em cứ cho cái số điện thoại trên live hoài. Mấy bạn nhắn tin cho chị á, mấy bạn vô cái trang cá nhân, mấy bạn thấy cái khung tròn tròn nó cái dấu ngã vậy nè, mấy bạn nhắn tin cho chị đi. Rồi chị coi chị chốt rất là lẹ luôn ha. Cho em thêm một đen, một đỏ là cái nào vậy ba hạnh ơi? Bây giờ là thực sự là các bạn phải comment đúng mã nha. Màu đỏ là cái nào? Chị chưa có nói cái mẫu đỏ nha, chị đang nói cái mã số 3 nha. Chị đang nói cái mã số 3 nha.
hai người Nguyễn Hằng rồi đó. Bây giờ là có một cái sự nhầm, có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ, hai người Nguyễn Hằng. Ừ, Nguyễn Hằng này là có dấu nè, còn Nguyễn Hằng kia đâu? Cái mã số 3 này chị không có cái màu đỏ nha. Mấy bạn comment không có đúng mã là đồ của các bạn về không có đúng mẫu gán chịu nha. Cái màu đỏ này là mã khác nha các bạn ơi. Chị chưa có hề nói cái màu đỏ gì hết nha. Mà nãy giờ chị nói cái mã số 3 nha, chứ chị chưa có nói màu đỏ nha. Cái màu đỏ này nó không có, nó không có giống như cái mẫu số 3 của mình đâu. Đó, cái màu đỏ nè. Cái màu đỏ là nó không có giống nha, đó. Chỉ có một cái màu đỏ thôi. Bạn nào mà mua thì chốt cái mã số 5 giúp chị nha. Đó, đó, nó đâu có giống đâu. Bạn nào mua thì chốt cái mã số 5, mã số 5 giúp chị nha. Mã số 5 của cái màu đỏ này nha, này chỉ có một cái thôi, 50kg đổ xuống vừa. Bạn nào mua chốt mã số 5 giúp chị nha. Cái mạng hôm nay bị cái gì vậy các bạn ơi? Cái mã số 5 này em chốt cho chị Ái Nhi nha. Ái Nhi Bùi Trần nha, mạng nó bị cái gì chẳng biết. Ái Nhi Bùi Trần nha. Ái Nhi Bùi Trần mã số 5 nha. Trời ơi. Chẳng biết. Còn áo luôn nha anh em. Trời, chị nói thiệt nha, chị nói thiệt với mấy bạn nha, chị nói thiệt. Chị nói là nếu như mà cái mạng này một hồi là thế nào là chị cũng sẽ chốt nhầm cho mà coi. Ba Hạnh ơi, em nói hai cái đó hay là em nói hai cái đỏ, thực sự là nó không bỏ dấu, chị không thể nào chị biết được. Đó, em phải nói đúng mã, ví dụ như em hai cái mã 5 hay là em hai cái mã 3. Đó thì chị mới chốt được, chứ còn em cứ hai cái đó, hai cái đỏ hay là cái gì em không bỏ dấu thì chị không thể nào mà chị biết được cái mã mà các bạn muốn chốt. Tại sao chị đọc cái mã là để chốt đúng nha. Trời ơi thiệt luôn á, thì thật sự là vừa cái mạng nó bị lan chị không có thấy một số bạn nè. Rồi vừa chị chẳng biết các bạn muốn nói cái gì luôn á, nói thật luôn á. Chị tại sao chị đọc đúng cái mã cho các bạn là tại vì chị đọc đúng mã, các bạn comment đúng mã thì chị mới lấy đúng cái mã đồ của các bạn được. Chứ các bạn cứ cái đó hay là cái màu đỏ mà các bạn không có bỏ dấu thì làm sao mà chị biết được nè. Đó. Đó, cá nhái lại chốt số 5 trước nữa. Chị nói là mạng bị cái gì rồi nè. Chị chốt ở trên cái máy chủ của chị nè. Đó, bây giờ là chị không biết là mấy bạn muốn mua cái gì luôn nữa. Nếu mà khó quá thì chắc là thôi chị ngưng cái like này, là trưa mai chị like tiếp với mấy bạn ơi. Chứ như thế này thì thực sự là chị cũng không hiểu là mấy bạn muốn mua cái gì nữa. Thực sự là rất là mệt luôn á. Không biết là mấy bạn cái đó, cái đỏ hay là cái gì mà cái mã thì các bạn lại không có đọc đúng cái mã như của chị đó. Thiệt là khổ ghê luôn á các bạn ơi, mạng bị cái gì vậy các bạn ơi? Chán quá. Tay với cái này thì biết khi nào mà các bạn mua đủ 5 cái để mà chốt được ha. Khổ ghê luôn.
chị thấy Bùi Hoài Thương rồi, chị thấy Bùi Hoài Thương là chị thấy Nguyễn Hằng nè, chị thấy Nguyễn Yến nè, chị thấy Dung Cherry nè. Đó, thực sự là bây giờ không biết mạng bị cái gì luôn, chị cũng chẳng biết luôn nữa. Cũng được năm mươi mấy người xem mà sao chị thấy comment không có nhiều, chị thấy có một số bạn à, còn một số bạn sao mà chị không thấy luôn á. Nguyễn Hằng hồi nãy là có mấy cái nick Nguyễn Hằng luôn hả ta? Áo thun đâu nó lại lòi ra cái chân váy màu hồng nữa nè. Đó, bạn nào mà mua thì comment mã chân váy giúp chị nha. Cái này cỡ 53 kg, cao cao thì 55 kg vẫn vừa luôn nè. Chân váy màu hồng rất là đẹp nè. Bạn nào mua comment mã chân váy giúp chị nha. Chân váy rất là đẹp nè. Đó, ở đâu mà nó lại lòi ra, chỉ có màu hồng với màu xám này nha. Đó, chỉ có màu hồng với màu xám nè. Tiếng hàng cổng bạn nào mà mua thì comment mã chân váy hồng giúp chị nha. Chị có hai màu nha, một cái chân váy hồng và một cái chân váy màu xám nha. Đó mọi người, comment đúng mã giúp chị để chị chốt cho nhanh nha. Đó, chân váy hồng nè, chân váy xám nè. Đó, chân váy hồng, chân váy xám nha. Chân váy hồng nè. Đó, rất là đẹp nha. Với lại một cái chân váy xám, các bạn comment đúng cái mã đi, chị chốt cho mấy bạn nha. Nếu mà ngày hôm nay mạng nó bị Nguyễn Hằng ơi, hình như em là hồi nãy em mua à, hồi trưa em có mua đầm ren của chị đúng không? Đó, comment đúng mã giúp chị nha, chân váy hồng với chân váy xám nha, để chị chốt đúng mã cho mấy bạn nha. Mạng bị cái gì? Rồi, cá nhái chân váy xám nha. Đó, mấy bạn chốt đúng mã thì chị sẽ chốt đúng mã cho mấy bạn nha. Quần giả váy chị không có nha em. Quần giả váy chị không có nha. Cá nháy một chân váy xám nè, chị còn một cái chân váy hồng nè. Bạn nào mua chân váy hồng thì chốt giúp chị nha. Đó, chị nghĩ là chắc có một bạn Nguyễn Hằng, hình như là bạn ấy hồi xưa có mua cái đầm ren 35k của chị ấy, mà không biết là bạn nào ha. Thì một lát có gì chị check inbox nha, check inbox sao ha. Nếu mà bây giờ chị không like được nữa thì có lẽ là trưa mai chị like nha mấy bạn ơi. Chứ thực sự là... Rồi em chốt cho chị Chính Lê nha. Chính Lê chân váy hồng nha. Chính Lê chân váy hồng nha. Rồi chị hết chân váy rồi. Chính Lê chân váy hồng nha. Đây, áo này là cỡ 55-60kg vừa nè. Đó, chị lại không thấy cái comment của bạn đó nữa, mới ép mà chứ. Đó, cái này cỡ 55-60kg vừa này nha. Bạn nào mua thì comment mã vàng giúp chị nha. Bạn nào mua thì comment mã vàng nha. Đó, bạn nào mua thì comment mã vàng nha. Cỡ 55-60kg vừa nè, phơm này là phơm lớn nè mấy bạn. Đó, cao cao thì là 60kg luôn nha. Rồi, comment mã vàng nha. Comment cái mã vàng giúp mình nha.
im ru rồi. Thiệt tình luôn á, 25k đồng giá nha Lina Thùy Linh ơi. Đồng giá 25k cho chia sẻ livestream nha. Vấn đề là mạng của mình đang bị cái gì mình không biết luôn nữa. Tại mạng á các bạn ơi, nếu như mà còn like nữa thì chắc là chị đang like cái mẫu 25k đi em. Chị đang like cái mẫu 25k này à. Các mạng như thế này chị không bao giờ chị like được nữa quá. Thực sự là không thể nào like được luôn. Đó bạn Hoa Dại tới giờ còn comment ở váy hồng nè. Chị đang like cái mẫu 25k đó. 25 không đó. Mấy bạn ơi bây giờ chị thoát ra chị vô chị like lại nha. Nha. Chị bây giờ chị thoát ra chị vô chị like lại rồi các bạn vô lại cái live stream của chị nha. Bộ 60kg không có nha bạn ơi. Nguyễn Hằng ơi. Váy Nguyễn Hằng ơi, cái váy đỏ ở cửa sổ là 35k nha em, là ren á. Dạ, dạ em chốt chung nha chị Chính Lê ơi, em chốt chung nha, ngày mai em chốt chung nha. Tầm ren thiết kế chị còn nhưng mà ít lắm Lan Lê. Bây giờ chị thoát ra ngoài ha, chị like lại nha, các bạn vô lại giúp chị nha. Thoát ra ngoài vô lại thử xem như thế nào nha các bạn ơi. Để có một số bạn chị thấy comment ở đây là các bạn bị trôi á, cho nên là chị vô lại nha. Nếu như mà ok thì chị sẽ like tiếp ha. Còn nếu mà không ok thì chắc là ngày mai nha các bạn ơi. Chứ như thế này các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Có bạn mà không có thấy luôn á. Có bạn không có thấy mà mình thấy những cái bạn đó kêu tên gì tùm lum nè. Bây giờ mình thoát ra nha. Rồi các bạn vô lại giúp mình ha. Thoát ra vô lại nha. Thoát ra vô lại nha các bạn ơi. Chị thoát ra các bạn vô lại giúp mình ha.